Xin chào các quý cô bác và anh chị. Hiện tại là đã tới tháng Tư. Đây là mùa có một cái giống lan rừng nó nở hoa rất là đẹp và thơm và cái cây này thì cũng rất nổi tiếng đối với anh em chơi và sưu tầm lan rừng mọi người. Thì đó chính là cái giống lan hoàng nhàn tháng Tư mọi người nha. Và hôm nay thì ở trong vườn em thì đang có một số cái chậu hoàng nhàn tháng Tư lá xếp. À, em có trồng, à, chăm sóc và từng thành từng chậu như vậy thì anh em nếu mà đang muốn mua một cái chậu à, nhàng tháng tư lá xếp đẹp và đặc biệt là cây đang nụ để về sắp tới là ngắm hoa luôn thì mọi người có thể là siêu tầm trong dịp ngày hôm nay mọi người nhé và mọi người sẽ thấy là bên vườn em thì cũng ươm trồng rất là nhiều tuy nhiên thì nãy giờ thì em lọc lửa mãi thì mới được ra được một số cái chậu đây gọi là đẹp nhất nó vừa đáp ứng cái tiêu chuẩn là À, cây xếp đẹp nè và thứ hai là đang nụ à, để anh em ta nếu mà có nhu cầu sưu tầm thì có thể là là liên hệ với bên em để đặt mua mọi người nha. À, và trước hết thì trước khi đi vào quay cụ thể từng về thì em báo giá luôn. Thì à, mỗi một cái chậu nhạn À, tháng tư lá xếp đang nụ như cỡ như vậy à, những, những những cái chồng đây thì bên em à, chia sẻ với giá là 300 trăm ngàn một chậu mọi người nha giá chưa bao gồm phí vận chuyển và nếu mà anh em à, mua hai chậu thì sẽ có giá là năm trăm rưỡi cho hai chậu mọi người nha rồi à, và bây giờ em sẽ quay lần lượt cụ thể từng dê thì mọi người thích mua dê nào thì cứ báo với em nha nói chung là anh em à, được à, quyền chọn thứ tự theo thứ tự thích dê à, nào số nhiều thì cứ báo với em đầu tiên là cái chậu này em gọi là chậu số 1 đi À, chậu số 1 đây, mọi người có thể thấy là cây xếp đều rất là đều và đẹp nha. Đấy. Và mọi người thấy không, đang nhú hai cái nụ lần luôn nè. Rồi. Đây, thân trong chậu. Đó. Rồi, đang nhú hai nụ mọi người nha. Hoa rất là thơm các bác nha. Hoa hàng nhàn thì phải nói là thơm cực kỳ luôn. Thằng này thân lá xếp cũng dài đẹp nữa. Anh em làm chậu về chơi là y bài luôn. Rồi, về đầu tiên, về này gọi là về số 1 nha mọi người, giá 300 000 nha. 300 000 chậu, hai chậu thì giá 550. À, tiếp theo là sang về thứ hai. Đấy, về thứ hai đây. Rồi. Đây, lá xếp nhìn cũng rất là mướt và đẹp mọi người nha. Và đây, nhú nụ mọi người. Đấy, nụ nhú đẹp chưa? Rồi, rất là nhiều cặp lá nha, cây thuần sẵn rồi. À, những cái rễ dài dài quá thì nhiều khi gửi có thể là nó sẽ bị gãy nó gặp cái rễ đi mọi người nha nhưng mà không ảnh hưởng với tới cây về mọi người chăm thì rễ mới nó tự động nó ra thôi à, bắt buộc cái điều khi chúng ta gửi đi xa thì mọi người phải chấp nhận là có những cái rễ dài như vậy thì nó gãy à, chứ mà cây nó chả ảnh hưởng chả vấn đề gì đâu nha à, các bạn chị mới tập chơi thì nhiều khi về thấy một vài cái rễ bị gãy thì sợ mất hồn sợ cây nó chết mà <laughs> làm sao nó chết được mọi người à, cây rất khỏe và ít bữa nó lại to ra rễ mới thôi mà rồi tiếp theo là sang chầu số 3 mọi người nha Chầu đây chầu, chầu số 3 Đấy. Rồi đây mọi người xem Lá xếp nhìn như sân châu Rồi đang nhú nụ nè Đó rồi chầu này chầu số 3 mọi người nha Chầu số 3 à, Đẹp ha Rồi Tiếp theo là sang chầu số 4 Đây chầu số 4 này Bộ này cũng kiểu sân trâu nhìn khá là mướt mắt. Đẹp mắt mọi người nha. Đây. Có một cái nụ nó nhú nó nằm phía trong đây mọi người. Nụ này kiểu cũng gọi là nhỏ nhỏ thôi. Đó mọi người thấy chưa? Đó. Rồi. Trong mới nhú, nụ mới nhú. Giờ này rất là đẹp ha. Cũng thế xếp 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 như sân con trâu nhỉ. Rồi, Chậu này gọi là chậu số 4 mọi người nha Chậu số 4 ha Rồi. Tiếp theo nữa là sang chậu số 5 anh em nha Số 5 Rồi đây, đây là chậu số 5 mọi người ha Rồi chậu số 5 đây, đang nhú nụ nè Đó à. Rồi, lá xếp nhìn cũng khỏe đẹp cực kỳ Ờ, chậu số 5 Tiếp theo nữa là em qua chậu số 6 mọi người nha Đây là chậu số 6 Đây chậu số 6 đây Đây vòi hoa mọi người Rồi chậu số 6 nha Rồi đây chậu số 6 Tiếp theo nữa là sang chậu số 7 Đây số 7 đây anh em nha Số 7 Đây đã nhũ nụ rồi nha rồi, Lá xếp nè Rồi chậu số 7 ha. Rồi, cuối cùng là chậu số 8 Nói chung nay lựa ra được 8 cái chậu đẹp nhất Anh em mua hết 8 chậu đẹp này Rồi lúc đó em mò mò em kiếm tiếp theo Còn chậu nào đẹp không nha Đây là gọi 8 chậu thuộc hàng đẹp mức nhất vương rồi Rồi đây chậu số 8 mọi người nha Số 8 Đây nụ nè vòi nụ nè Rồi chậu số 8 mọi người nha Hiện tại là có 8 chậu đây. Anh em có nhu cầu siêu tầm thì cứ liên hệ với em nhé. À, thì giá thì em cũng báo giá rồi. Giá 300.000 ngàn một chậu lẻ. Còn anh em mua hai chậu thì sẽ có giá là 550.000 năm ngàn hai chậu. Giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu nhé. Mọi người mua thì em sẽ đóng gói thùng xốp cẩn thận gửi đi cho mọi người rút ra rút rất cẩn thận an toàn nhé. Thằng này bên em là có kinh nghiệm gửi đi rất nhiều lần rồi. Nên anh em cứ hoàn toàn an tâm về cái cái vịt mà đặt mua và nhận hàng à, đảm bảo cây sẽ nhận sẽ tươi đẹp như lúc gửi thôi. Và à, mọi người mua mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được mọi người nha. Được kiểm tra hàng trước khi nhận ha. À, và cây đang nụ luôn. Nói chung là cả năm thì chỉ mong chờ tới cái mùa này là có nụ để ngắm hoa. À, à, anh em có thể là mua trong cái dịp này luôn. Rồi hoàng nhạn tháng tư mọi người nha. À, một giống lan hoa siêu thơm và siêu thơm vừa đẹp vừa thơm. Hầu như cái cây lan này thì rất nhiều anh em thích chơi. Bởi vì cái hương thơm đặc biệt của nó. À, rồi vừa được sắc vừa được, được hương nữa mọi người nha. À, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại cả nhà nha.